Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Khu công nghiệp Phố Núi A, 89% diện tích đã có nhà đầu tư. Tăng cường xử lý vi phạm công trình thủy lợi. Đọc sách lựa chọn hữu ích ngày hè cho thanh thiếu nhi. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2024, 10 trên 10 huyện thị xã thành phố trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cấp huyện đã hiệp thương cử 476 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Trong đó có 131 ủy viên là người ngoài đảng, chiếm tỷ lệ 27,5%, 147 ủy viên nữ, chiếm tỷ lệ 30,9%, tôn giáo 21 ủy viên, chiếm tỷ lệ 4,4%. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là ủy viên Ban Thường vụ cấp huyện, đồng thời là trưởng ban dân vận huyện ủy, có một đồng chí thuộc huyện Văn Lâm. Là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 8 đồng chí thuộc thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, các huyện Văn Giang, Khói Châu, Kim Động, Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ, huyện Yên Mỹ khuyết chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6, gần 16.400 thí sinh của tỉnh Hưng Yên sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên tập trung rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi. Tỉnh Hưng Yên đã thành lập một hội đồng thi với 33 điểm thi, bố trí 709 phòng thi, 92 phòng chờ. Toàn tỉnh huy động trên 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức coi thi và 360 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 6, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2024 đã thành lập 7 tổ công tác kiểm tra các khâu chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tại tất cả các điểm thi. Tại các điểm thi, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi chính thức, phòng chờ, phòng thi dự phòng, phòng hội đồng coi thi, bố trí phòng bảo quản đề thi và bài thi có camera giám sát, đảm bảo theo quy định, có phòng bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh, công tác đảm bảo an ninh an toàn, phương án sử dụng điện nước, phòng chống cháy nổ, mưa bão, công tác y tế được chuẩn bị chu đáo. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các điểm thi, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đảm bảo hoàn thiện công tác chuẩn bị trước ngày 25 tháng 6. Sau buổi làm việc hôm nay của đoàn kiểm tra thì nhà trường sẽ tập trung đó là hoàn thiện hơn cái phòng y tế. Các cái cơ sở vật chất thì nói chung đã đảm bảo cho cái kỳ thi rồi. Còn danh mục các cái tủ thuốc thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm một số thuốc thiết yếu theo cái yêu cầu để đảm bảo cho sức khỏe thí sinh diễn ra trong kỳ thi. Chúng tôi sẽ tiếp thu và lĩnh hội những cái ý kiến góp ý của ban chỉ đạo thi và hoàn thiện trong thời gian sớm nhất và chắc chắn là sẽ trước cái ngày chiều ngày 25 của tháng 6 này về tất cả mọi mặt. Việc tổ chức thi cần lấy thí sinh làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tâm lý thoải mái giúp các em hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất, song phải đúng quy chế. Các nhà trường, các địa phương tiếp tục quan tâm đến các học sinh khó khăn, con em gia đình chính sách, đồng thời duy trì việc hỗ trợ thí sinh, không để học sinh nào bị lỡ kỳ thi. Nhà trường tạo điều kiện cho các giáo viên ở xa đến làm nhiệm vụ coi thi. Tính đến hết tháng 5 năm nay, 89% diện tích đất công nghiệp cho thuê của khu công nghiệp Phố Núi A đã được lấp đầy dự án và đầu tư. Đây là khu công nghiệp do tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Sau nhiều lần mở rộng, đến nay khu công nghiệp Phố Núi A có diện tích trên 688 hectare, là khu công nghiệp có diện tích lớn nhất tỉnh Hưng Yên đến thời điểm này. Tại đây có 222 dự án và đầu tư, trong đó gồm 123 dự án trong nước với số vốn đăng ký hơn 26.000 tỷ đồng, 99 dự án nước ngoài với số vốn gần 1,2 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực sản xuất chính của doanh nghiệp trong khu bao gồm sản xuất lắp ráp, linh kiện, thiết bị điện, điện tử, cơ khí chế tạo, sản phẩm kim loại, bao bì. Để thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm, bảo vệ công trình thủy lợi, đồng bộ với xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản số 1684 ngày 19 tháng 6 yêu cầu các sở ngành, các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp xử lý vi phạm công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn, trong đó có quy định cụ thể về quy trình, trách nhiệm kiểm tra, phát hiện kiến nghị xử lý vi phạm. Sở Tài nguyên Môi trường đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường, tập trung nguồn thải lớn vào hệ thống công trình thủy lợi, chủ động quản lý chất lượng môi trường nước mặt và cung cấp, chia sẻ thông tin, kết quả quan trắc đến các đơn vị tổ chức. Lực lượng công an tỉnh tăng cường kiểm tra trinh sát việc chấp hành quy định về giao thông, đường thủy, đường bộ, giao thông trên các mặt đê và xử lý kịp thời vi phạm những chủ phương tiện, chủ bến bãi không chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương thống kê, phân loại các vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều làm cơ sở xử lý theo quy định, ngăn chặn phát sinh mới, chủ động ra soát hiện trạng sử dụng đất trong hành lang thủy lợi, đê điều. Đối với các địa phương có đê đi qua, cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động bến bãi, tập kết vật liệu xây dựng. Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi, quản lý đê điều toàn tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành địa phương để mạnh tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Huyện Kim Động có gần 11 km đê tả sông Hồng đi qua 6 xã với gần 7.000 nhân khẩu và hơn 500 ha đất thổ cư canh tác ngoài bãi. Do đó, để chủ động ứng phó và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn đê điều mùa mưa bão. Qua công tác kiểm tra, rà soát hiện trạng đê điều qua địa bàn, huyện có 3,3 km đê là trọng điểm xung yếu về mạch đồn, mạch sủi tại các xã Đức Hợp, Mai Động, Phú Thịnh. Đoạn đê đã được đầu tư lắp đặt đắp lớp ao hồ, khoan giếng, giảm áp và khoan phụt vữa vào nền đê, song vẫn nằm trong vùng nguy cơ. Do đó, huyện đã xây dựng các tình huống giả định tương ứng các cấp độ mạch đồn, sủi để kịp thời xử lý. Đối với các tuyến kè trước lũ, hiện tuyến kè Phú Thịnh, Mai Động đã được xử lý điểm sụt lún, đứt gãy. Kè Phú Mỹ, Đức Hợp cuối năm 2023 xuất hiện vị trí sụt lún mái. Huyện đã báo cáo phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án xử lý. Thời điểm này, huyện đã xây dựng lực lượng tham gia phòng chống thiên tai với số lượng trên 5.000 người cùng các loại vật tư, phương tiện để huy động khi cần thiết. Cùng với đó, các địa phương chủ động tuyên truyền, phát huy cao độ sự tham gia của người dân theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp với ngành chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang đê, tập kết kinh doanh bến bãi không đúng quy định, qua đó đảm bảo an toàn đê điều, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai trên địa bàn huyện. Bằng nhiều nguồn lực được huy động, thời gian qua, xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu đã chú trọng đầu tư mở rộng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn với kinh phí hàng chục tỷ đồng, qua đó tạo thuận lợi thông thương phát triển kinh tế tại địa phương. Nếu như trước kia, con đường trục chính tại thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến chỉ được đổ bê tông nhỏ hẹp chừng 3 mét thì giờ đây, tuyến đường đã được trải áp phan kiên cố và mở rộng 7 mét. Nhiều người dân rất vui mừng, phấn khởi, đồng thuận, sẵn sàng ủng hộ ngày công hiến đất làm đường. Bà con rất phấn khởi và vui, đường không hề thoáng, đi lại phương tiện rất dễ dàng. Nhà tôi là tôi hiến tầm cỡ độ gần 16 mét vuông, sở lại là hết tầm cỡ độ 35 đến 40 triệu. Tuyến đường được hoàn thành từ năm 2023 với chiều dài 1,2 km, tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó đã có hơn 200 hộ dân trong thôn tự nguyện phá dỡ công trình, tường rào và hiến hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, mặc dù giá trị đất đai tại đây khá cao. Nhà tôi phá tường nhà làm tất cả công trình hết 45 triệu, quá phấn khởi, đi lại nó thoáng mát hơn, nó rộng rãi. Từ năm 2023 đến nay, xã Hồng Tiến đã xây dựng 3 tuyến đường trục tại các thôn. Các tuyến đường đều được trải áp phan kiên cố, rộng từ 6 đến 7 mét với kinh phí trên 50 tỷ đồng. Ngoài ra, xã cũng chuẩn bị đầu tư 7 tuyến đường nông thôn mới với chiều dài khoảng 3,5 km tại 5 thôn và thị tứ trên địa bàn xã. Trên địa bàn thôn Vân Nội chúng tôi hiện nay đang thực hiện thi công các tuyến đường do nhà tập Hoàng Thị Loan. Thế tổng cái chiều dài rơi vào khoảng 1 cây mốt, khi hoàn thành là trải nhựa là 7 mét và trong đó là có công thoát nước hai bên đường, tổng nguồn kinh phí khoảng hơn 20 tỷ đồng. Từ thay đổi của hạ tầng giao thông với những con đường rộng rãi, khang trang và hiện đại đã giúp cho diện mạo xã Hồng Tiến có nhiều khởi sắc, trong đó có những tuyến đường làm nên từ chính người dân tự nguyện hiến đất góp công. Mỗi tuyến đường hoàn thành như nối dài thêm niềm vui, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Sau khi được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay.
Đoạn đường này đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng. Công trình này là một trong những tiêu chí nâng cao còn lại của Xuân Dục trong lộ trình về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã, đường liên xã đều đã được nâng cấp mở rộng trên 5,5m, mặt trải áp phan nhựa và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Các tuyến đường thôn xóm, đường ra đồng, hệ thống thủy lợi được mở rộng và cứng hóa bằng bê tông. Khu trung tâm hành chính xã, hệ thống trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, nhà văn hóa, sân vận động, khu vui chơi đã và đang được đầu tư xây dựng mới theo hướng hiện đại. Đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Các mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa với quy mô lớn hơn, đa dạng hóa hơn. Giáo dục con cháu chấp hành tốt tất cả chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nước, giữ gìn cái đời sống văn minh văn hóa của xã. Có rất nhiều các cái đổi mới, trường học, đường làng ngõ xóm này khang trang sạch đẹp lên. Chúng tôi là những người dân ở đây thì coi như là phải gìn giữ và bảo vệ cái môi trường xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm tham gia làm công tác mặt trận, bà Nguyễn Thị Sâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, là một tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng, nhân dân tin yêu quý mến. Với vai trò là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, bà Sâm đã cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tham gia tốt công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân, các đoàn thể xã trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của nhân dân. 5 năm qua đã vận động người dân hiến trên 15.000 m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp và rất nhiều tài sản cây cối, hoa màu trên đất phục vụ giải phóng mặt bằng, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Thành lập và ra mắt 3 mô hình thôn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang tại 3 khu dân cư, một mô hình điểm, mô hình dòng họ học tập, qua đó góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Để nhân dân đồng thuận trong cái việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với vai trò của Mặt trận Tổ quốc thì chúng tôi cũng phối hợp với các tổ chức thành viên. Thế và tại các cái hội nghị như hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng như là ban công tác mặt trận các khu dân cư, thế rồi phối hợp với cả thôn để tổ chức hội nghị họp thôn. Qua đó chúng tôi cũng lồng ghép để tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường, phân loại rác thải tại nguồn, làm đẹp các cái tuyến đường hoa, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, bà Sâm đã tham mưu với Đảng ủy thành lập ban vận động xây dựng các loại quỹ, tổ chức kêu gọi phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với số tiền là trên 750 triệu đồng. Trong đó, vận động quỹ vì người nghèo với tổng số tiền gần 200 triệu đồng để tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ sửa chữa xây dựng 6 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đối với phong trào thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương, thì đồng chí Nguyễn Thị Sâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Nam đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng cái quỹ vì người nghèo và huy động sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân để xây dựng, sửa chữa, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở, thành lập các cái tổ vận động xây dựng quỹ đảm bảo vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Đây là một nội dung hết sức quan trọng để góp phần xây dựng xã Hồng Nam trở thành một xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian qua. Với những đóng góp của mình, bà Nguyễn Thị Sâm đã được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen năm 2022 và năm 2023. Năm 2023 được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè năm nay, không ít các em thiếu nhi đã lựa chọn cho mình một không gian riêng là đến thư viện để đọc sách và tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích. Qua đó mở rộng tầm hiểu biết và trang bị những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống từ những cuốn tư liệu quý, từng bước hình thành thói quen đọc sách, nâng tầm hiểu biết và có những ngày hè vui tươi bổ ích. Từ khi nghỉ hè đến nay, cứ một tuần, em Trần Thị Ngọc Linh ở thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên lại đến thư viện 3 lần. Dịp hè này cũng là lần đầu tiên em biết đến thư viện tỉnh, ngỡ ngàng với kho sách phong phú và hấp dẫn ở đây. Ở đây có những quyển sách như là khoa học này hoặc là tiếng Anh giúp cháu mở mang nhiều trí tưởng tượng hơn, có nhiều vốn từ hơn. Mỗi lần cháu đến thư viện thì cháu sẽ mượn 5 quyển đọc ngấu đọc miến, tại vì nó hay quá nên là đọc xong thì lại mang lên trải. Cháu cảm giác đây là một mùa hè thú vị của cháu. Ngày hè, bên cạnh việc lựa chọn cho con em tham gia các lớp kỹ năng sống, năng khiếu,
nhiều gia đình thường xuyên đưa con đến thư viện tỉnh đọc sách và coi đây là nơi con em mình được giải trí an toàn, lành mạnh, tránh xa những trò chơi vô bổ nguy hiểm. Để thu hút các bạn nhỏ, phòng đọc của thư viện tỉnh được bố trí đẹp mắt, thoáng mát, trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa, quạt mát, bàn ghế ngăn nắp, mở cửa tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Ở đây là có rất nhiều là truyện tranh hay này, là có quạt mát này. Là cháu đọc đến khi nào thì các cô bảo là hết giờ rồi thì cháu mới về. Khi ở nhà ấy, các con xem TV, chơi điện thoại rất là nhiều, gia đình chúng tôi không yên tâm. Cho nên là từ khi cho con xuống đọc sách thì rất là tốt, tạo cho các con được thói quen đó là đọc sách. Những ngày hè, thư viện tỉnh thu hút khoảng 100 lượt bạn đọc mỗi ngày, chủ yếu là thanh thiếu nhi. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả, thư viện đã bổ sung hơn 1.000 đầu sách, nâng tổng số sách phục vụ thiếu nhi lên hơn 37.000 cuốn. Không chỉ có các loại sách nghiên cứu khoa học dành cho trẻ em, văn học, tri thức trẻ, còn có truyện tranh, truyện cổ tích trong và ngoài nước. Các bạn đến đây thì tùy theo từng lứa tuổi, mình sẽ giúp các con trong việc là định hướng xem các con nên đọc sách theo chủ đề nào và cuốn sách nào phù hợp với lứa tuổi của các con. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, Thư viện tỉnh cũng đã tổ chức cấp thẻ miễn phí cho tất cả các bạn đọc đến với thư viện. Và trong năm 2024 này, chúng tôi cũng đã phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức một cái chương trình hè vui đọc sách. Tổ chức các cái chương trình, các cái hoạt động trong đó thì có cái chương trình là đấu vui có thưởng, thu hút rất đông đảo các em học sinh tham gia. Lứa tuổi thiếu niên nhi đồng là giai đoạn quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Trong giai đoạn này, văn hóa đọc rất cần thiết cho các em trong quá trình học tập, lĩnh hội tri thức và các giá trị văn hóa. Dịp hè này, bên cạnh dành thời gian nghỉ ngơi, việc có nhiều bạn học sinh dành quan tâm đến việc đọc sách, đọc truyện không chỉ là cách giúp thư thái tinh thần mà còn là cách để trau dồi mở mang kiến thức và nuôi dưỡng văn hóa đọc. Với mục đích phòng chống đuối nước cho trẻ, mới đây, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử đã cải tạo lại ao bơi tập trung của xã và tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại địa phương. Khóa học bơi diễn ra khoảng trong 5 buổi, trẻ em ở đủ mọi lứa tuổi, thậm chí không phải là người trong xã cũng có thể đăng ký vào lớp học. Các em sẽ được học những kỹ năng bơi cơ bản như lặn, giữ hơi thở dưới nước, bơi sải, bơi ếch. Để có được ao bơi tập trung và tổ chức lớp bơi miễn phí, xã đã tổ chức nạo vét bùn dưới lòng ao, rồi đồng thời đổ cát lên, xây bờ kè chắc chắn. Xung quanh có lan can và giao cho đoàn thanh niên xã lắp đặt biển quy định bơi, cử người giám sát để tránh xảy ra tình huống đuối nước, nghiêm cấm các hộ dân gần đó xả nguồn nước thải ra ao bơi. Tôi đưa cháu này buổi thứ ba có thầy giáo dạy bơi mà tập phòng chống đuối nước cho các cháu, rất có ý nghĩa của đoàn. Vài tháng nay, cuối đường 266 phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên xảy ra tình trạng sụt lún hố ga đã gây mất an toàn giao thông và làm úng ngập cục bộ sau mỗi trận mưa lớn. Hố ga bị sụt lún nằm ở khu vực ngã ba cuối đường 266 với khu vực bãi đỗ xe và lối lên đê tả sông Hồng. Ban đầu chỉ là sụt lún nhỏ, sau quá trình mưa to và xe cộ đi lại, đến nay hố sụt lún đã loang rộng ra với đường kính sụt khoảng 1 mét. Đất cát chảy xuống hố ga, rơi vào rãnh thoát nước của khu phố dẫn đến ách tắc nước những ngày mưa to úng, lại hàng tiếng đồng hồ mới rút, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 80 hộ dân của khu phố. Để tránh tình trạng xe đi vào hố sụt lún, người dân cắm que gậy tại đây để cảnh báo các phương tiện. Tuy nhiên, với những xe di chuyển vào buổi tối qua khu vực này vẫn khá nguy hiểm. Nguyên nhân thì có thể là do là hệ thống thoát nước đây là nước xối từ ở trên mặt đê xối xuống mạnh. Hai là xe cộ đi lại thì có khả năng ảnh hưởng đến mặt cống thoát nước. Thì vì là cống này nằm ở trên cạnh cái đường thì khi mà đi qua thì các cái xe cộ có thể là sẽ treo qua cống. Trước đó tại khu vực đầu đường 266 cũng có hai hố sụt lún mới được các cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên gia cố sửa chữa. Ngày 21 tháng 6 tại xã Nhật Tân, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức 3 phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm công khai đối với 3 bị cáo phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 bị cáo là Quảng Văn Tuấn sinh năm 1989 tại xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Vũ Bình Dương sinh năm 1985 tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu và bị cáo Nguyễn Đức Trường sinh năm 1985 tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình điều tra và tại tòa, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đó là tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lữ tuyên phạt các bị cáo Quảng Văn Tuấn 1 năm 9 tháng tù, Vũ Bình Dương 5 năm 9 tháng tù và Nguyễn Đức Trường 2 năm 3 tháng tù.
với bị cáo, họ và tên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.